Xin chào tất cả các anh chị em và các bạn nhé. Trong video này mình sẽ cập nhật là một dự án là đào token Rinit trên sàn Remitano của các bạn. Thì dự án này nó trong chương trình đàm phán nếu mà khởi chạy thành công mạng chính của Remitano Network. Và đây là cũng là một đợt airdrop đầu tiên của Remitano của các bạn. Và dự án này nó sẽ hứa hẹn mang nhiều lợi nhuận cho cộng đồng này. Thì đối với những bạn nào chưa có tài khoản thì cần xem lại một cái video mình hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản này các bạn. Thì và link đăng ký mình có để phần link mô tả cho các bạn đây. Thì sau khi các bạn tải app xong thì các bạn việc bấm vào một minin này các bạn. Thì các bạn khai thác thôi các bạn. Thì để khai thác được thì bạn cần phải xác minh tài khoản này các bạn. Các bạn xác minh số điện thoại nha các bạn. Và nhập số điện thoại bấm vào một xác minh thì nó gửi về cho các bạn một cái hộp thư. Để tăng tốc độ đào thêm thì các bạn cần KYC level 2. Cái này không bắt buộc nha các bạn. Thì tôi cần Rinit này mạng thì cái mạng chính của các mạng của Remitano sắp ra mắt các bạn. Thì những dự án này mình thấy nó khá là tiềm năng đó bạn. Nó tiềm năng như là con hy vọng nó tiềm năng như con Binbi hoặc là Ethereum. Không chừng nữa các bạn. Thì mình thấy dự án này nó cho mình đào rất là ít token luôn các bạn. Sau 24 giờ các bạn đào được có 0.01 token Rinit nè. Nên các bạn và các anh chị nên cố gắng đào cái con token này càng nhiều càng tốt nha các bạn anh chị. Thì sàn Remitano thì tất cả anh chị cũng đã biết nó vừa uy tín mà vừa giao dịch rất là tiện lợi cho tất cả các bạn anh chị nè. Đây là một sàn giao dịch thôi. Giao dịch swap nè. Ok, như vậy video mình đã cập nhật dự án đào token Rinit cho tất cả các bạn đến đây cũng kết thúc nha bạn. Mọi thắc mắc gì không hiểu thì các bạn có thể liên hệ với mình qua số Zalo mà tôi để dưới link mô tả cho các bạn luôn nha bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.